Trân trọng kính chào quý đầu tư và anh chị em quay lại kênh Bất Sản Việt ngày hôm nay. Hôm nay gia chủ thứ gửi anh em một miếng đất rất là đẹp nha anh chị, nằm ở đường nhựa này là 4,5 m nha. Trước màn hình mình á, di chuyển khoảng 2 km để đụng tới trung tâm thành phố Mỹ Tho. Đó, về hướng khu công nghiệp Bình Đức rồi anh chị. Còn nếu mà di chuyển đường này thẳng khoảng là 1 km là đụng tới đường nhựa huyện 35 nha anh chị. Đường xá rất là thuận tiện ha. Cái đường này là về hướng Trại Gắn Đồng Tâm cũng được đó anh chị. Đó, di chuyển rất nhiều hướng nha anh chị. Ở đây thì xe tải, xe ô tô lưu thông luôn anh chị. Đường xe rất là đông nha. Ở vị trí đây là ấp Long Thạnh A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đây nó có cái kinh đó anh chị. Để quay qua cho anh chị xem nha. Kinh này là khoảng 10 m đó anh chị, rất là rộng anh chị. Đó, lấy nước ra vô rất là thuận tiện ha. Đây, buổi chiều rất là mát nha anh chị. Đó. Ở trước cái đường nhựa mình đó là cái phần sử dụng bên kinh này luôn là mình sử dụng luôn nha. Đó, mình chặt mấy cây dừa nước và cây chuối thì mình làm cái trồng cây lại, trồng dừa hay là trồng mít gì đó chị, làm cái chòi đó, mình chiều ra đây uống nước trà cũng rất mát mẻ nha anh chị. Còn cái hướng này làm di chuyển thẳng một đường là về tới đường nhựa Long Hưng là khoảng 1,5 cây số nha anh chị. Còn nếu mà chạy một đoạn khoảng 200 m á, về phải thì ra quốc lộ 1A ngay chỗ mà viện cây ăn quả miền Nam á anh chị. Đó, ra đó mình về phải là về hướng trung tâm thành phố Mỹ Tho, rồi hướng về Sài Gòn là khoảng 70 cây số nha anh chị. Còn quẹo trái là về hướng Long Định, Cần Thơ, Vĩnh Long. Đường xá rất là thuận tiện cho anh chị ha. Thì gia chủ chỉ có bán là 15 m thôi, sâu vô là 67 m nha anh chị. Trên tổng diện tích là 1000 m². Rồi, để mất thời gian của anh chị và cô chú nam di chuyển qua đất quay trực tiếp cho anh chị xem ha. Khu này nhà ở rất là đông nha anh chị. Đây có nhà cửa nè ha. Ở đây thì có đèn đường luôn anh chị. Rồi, để em chỉ ranh giới cho anh chị chính xác nha. Đây, từ cái đoạn này nè anh chị, để em quay vô cho anh chị xem. Đây, từ cái trụ này, sâu bên trong là 67 m nha anh chị. Đó, ngang cái mặt tiền đường nhựa này á, là 15 m. Cái này á, thì chủ bao giấy tờ cho mình luôn anh chị, đo đạc luôn nha. Tại cái này là chưa cắt ra nha anh chị. Thì gia chủ sẽ cắt ra sổ cho mình là 15 m, sâu vô là 67 m, lên tổng diện tích là 1000 m². Đất mình cũng tương đối bằng đường nhựa anh chị. Cắt thấp hơn khoảng là nửa mét anh chị ơi, tương đối thôi. Trên đất thì trồng dừa, nhãn và một số cây mít nha anh chị. Do gia chủ lớn tuổi thì không có canh tác nên cần bán cái miếng đất này gấp nha. Tại vì em cải tạo lại phía sau làm vườn rất là đẹp anh chị. Bên tay phải cái miếng đất mình á, thì cũng có cái đường công cộng 1 m, nhưng mà đổ đan chỉ có nửa mét thôi. Rất là thông thoáng anh chị. Ngang qua tới đây là 15 m anh chị. Để em di chuyển lại ở đây cho chị ranh giới cho anh chị xem ha. Ở đây nó có bọng nước anh chị, ta bật cái ống nước á để ấy nước ra vô để tưới vườn á chị. Đây tới đây. Đây là cái bọng nước đây, người ta lấy nước ra vô đặt qua cái đường nhựa luôn rồi. Ở ranh giới về tới cái dừa nè anh chị, có hàng rào này ha. Hàng rào này thì gia chủ cũng làm rất là lâu rồi, cũ rồi nha. Thì về mình cầm ranh giới lại, mình kéo lưới lại anh chị. Đó, sâu thẳng vô bên trong là 67 m nha anh chị. Đây có cái đường nước công cộng là khoảng 1 m này ha. Đây có cái đường công cộng nữa. Rất là thuận tiện cho anh chị ha. Đây, thích hợp cho anh chị các nhà ở hay là biệt thự hay là làm vườn hay làm kho bãi rất là thuận tiện ha. Vì vị trí đây thì nằm ở ấp Long Thạnh A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nằm ở đường nhựa là 4,5 m anh chị. Bên hông đất mình có cái đường công cộng nữa nè, 1 m anh chị ha. Rồi, cái hướng này là di chuyển nãy em nói là đi ra quốc lộ A nè anh chị. Di chuyển khoảng 200 m là về phải ra viện cây ăn quả miền Nam, quốc lộ A. Chỉ có là 1,5 cây số thôi, còn đi thẳng luôn là về đường nhựa Long Hưng. Đường xá rất là thuận tiện cho anh chị lưu thông ha. Rồi, không để mất thời gian của anh chị đang di chuyển vô miếng đất cho anh chị xem ha. Đây là bên phải cái miếng đất mình màn hình anh chị, là cái đó có đường công cộng là 1 m đó anh chị. Cái đường này đường thông luôn anh chị. Đây cái ranh giới mình đây ha, ranh giới mình đây cái dừa nè. Đó. Đây là đường nước công cộng ha, bên hông cái miếng đất mình á. Đường xá rất là thuận tiện ha.
cái hướng đất mình là hướng bắc nha anh chị. Gia chủ ký gửi giá bán là 2 tỷ 1 nha, giá này còn thương lượng chính chủ nha anh chị. Trên đất mình là sạch sẽ, không có màu mã gì trên đất hết nha anh chị, rất là yên tâm nha. Em quay trực tiếp cho anh chị xem từ đầu ra tới đuôi đất luôn, em chỉ ranh giới cho anh chị xem. Đất mình nó là giáp với cái nhà anh chị, đó có nhà xa xa đó ha. Đất mình em thấy cũng tương đối cao bằng phẳng anh chị, thì có một số cái mương để người ta lấy nước hay là cũng rất là cạn thôi, không có sâu nha anh chị. Dừa trái cũng rất là sai, để quay lên cao lên cho anh chị xem này ha. Trái rất là nhiều anh chị. Đây, dừa trái mỗi cây khoảng 5-6 buồng anh chị ơi. Nè, cái đường nước công cộng này ha, là khoảng 1 mét đến 1 mét rưỡi thôi. Đó, mình có chỗ nước ra vô thì cũng rất là thuận tiện ha. Mình làm vườn tưới cây cũng rất là thuận tiện cho anh chị ha. Cái đường công cộng ở bên phải màn hình mình là đường thông luôn anh chị. Nếu mà anh chị ở Mỹ Tho di chuyển đây là chạy khoảng 2 cây đến 2 cây rưỡi số là tới cái đất mình nha. Còn cô chú nào ở Sài Gòn di chuyển tới đất mình là khoảng 70 cây số mới tới nha anh chị. Rồi, để em di chuyển từ từ vô trắc xung quanh cho anh chị xem ha. Đất mình rất là dài với anh chị. Cái này thì là khoảng gia chủ khoảng 4-5 công lận. Người ta cắt tới đây thôi. Nếu 67 mét là tới đây anh chị. Để em chỉ anh. Nè, khoảng tới đây nè anh chị. Tới mấy vương đây. Đó. Sâu lên trên là 67 mét nha anh chị. Thì cái này là diện tích này đó thì gia chủ sẽ đo đạt và ra bản vẽ mới công chứng được nha anh chị. Tại vì cái diện tích này, đất này là rất là rộng, 4-5 công lận. Nhưng mà gia chủ chỉ cắt có một công đất cho bán cho mình thôi. Thì ngang là 15 mét, sâu vô là 67 mét nha anh chị. Đất rất là rộng ha. Phía sau thì gia chủ trồng chanh nha anh chị. Với đặt một số cái dừa, còn phía trước thì trồng dừa với nhãn, nhãn tiêu sồn anh chị. Trên đất mình sạch sẽ, không có mồ mả gì hết anh chị. Di chuyển từ từ sâu bên trong nữa, quay trực tiếp cho anh chị xem mà nắm rõ hơn nha. Chanh thì phía sau này thì gia chủ cũng không có chăm sóc nhiều ha, trái cũng ít, rất ít anh chị. Nè, có một số cây thì gia chủ chặt bỏ rồi nè, rất là hoang tàn. Có phía bên đây thì cây cũng còn một số trái thôi, trái cũng rất là nhỏ thôi, không có to lắm nha chị, trái nhỏ thôi. Em xin nhắc lại cái vị trí đất mình là ở ấp Long Thạnh A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, với ngang mặt tiền đường nhựa là 15 mét, sâu vô là 67 mét nha chị, lên tổng diện tích là 1000 mét vuông. Gia chủ ký gửi giá bán là 2 tỷ 1 nha, giá này còn thương lượng chính chủ nha. Thì giấy tờ thì gia chủ sẽ đo đạt ra bản vẽ, bao giấy tờ cho mình trọn gói luôn, anh chị không có mất tiền chi phí gì hết nha. Đất mình này giáp ranh với cái nhà này luôn nha anh chị. Đó thì gia chủ sẽ kêu địa chính xuống đo đạt lại đúng diện tích 1000 mét vuông bán cho mình nha. Đường đây cũng rất là thuận tiện chị, nếu mà anh chị ghé đi trường học nè, ủy ban chợ thì khoảng là 1 cây rưỡi số. Đó, còn cách trung tâm thành phố Mỹ Tho thì khoảng 2 cây rưỡi số nha anh chị. Xung quanh thì đất đây cũng rất là bằng phẳng ha. Mỗi clip thì có một số mương nhỏ thôi, không có tương đối thôi, chứ không có sâu mà không có to anh chị, khoảng 1 mét đến 1,5 mét thôi à. Nè anh chị ha. Rồi, đến đây em kết thúc video. Quý đầu tư và anh chị nào quan tâm cái mảnh vườn này thì liên hệ bên em để em có người dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ ha, để mình thương lượng cái giá cả để mình mua đầu tư hay là các nhà ở hay là kho xưởng, rất thích hợp nha. Vì vị trí đây là nằm ở đường nhựa 4,5 mét, nhựa này là kêu bằng đường nhựa kinh đào. Di chuyển ra quốc lộ A cũng được khoảng là 1 cây rưỡi số, di chuyển về đường huyện 35, về trung tâm thành phố Mỹ Tho cũng rất là thuận lợi cho anh chị ha. Với cái hướng nhà, hướng đất này đó là hướng bắc nha anh chị, với giá bán là 2 tỷ 1, giá này còn thương lượng chính chủ nha. Rồi, Bất Sản Bất Việt xin chào và hẹn lại ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.